Nhạc sĩ Phú Quang, tác giả của những ca khúc nhớ về một Hà Nội xưa lãng mạn nhưng cũng đầy buồn thương. Nhạc sĩ Phú Quang tên thật là Nguyễn Phú Quang, sinh năm 1949 tại Hải Phòng, lớn lên ở Hà Nội và vào Sài Gòn sinh sống từ năm 36 tuổi. Những sáng tác nổi tiếng nhất của ông đa số là phổ thơ. Ngoài Em ơi Hà Nội phố, còn có Hà Nội ngày trở về, thơ của Thanh Tùng, Im lặng đêm Hà Nội, thơ của Phan Thị Ngọc Liên, Một dại khờ một tôi, thơ của Nguyễn Trọng Tạo, Đâu phải bởi mùa thu, thơ của Giáng Vân, Nỗi nhớ mùa đông, ý thơ của Thảo Phương, vân vân. Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ, ông chỉ sáng tác khi trái tim thực sự rung động. Những nhạc phẩm của ông giàu cảm xúc nhưng có cơ sở nhạc lý vững chắc, có lẽ vì ông thần tượng các ông hoàng nhạc cổ điển như Chopin, Mozart, vân vân. Dù được sinh ra ở Hải Phòng và có nhiều năm sinh sống và gắn bó với mảnh đất Sài Gòn, nhưng nhạc sĩ Phú Quang vẫn là một người Hà Nội, cuối đời về sống tại Hà Nội và nổi tiếng với nhiều ca khúc viết về Hà Nội mà tiêu biểu là bài Em ơi Hà Nội phố. Nhạc sĩ Phú Quang trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 sau 2 năm điều trị biến chứng bệnh tiểu đường, để lại tiếc thương trong lòng khán giả mộ điệu. Còn em môi hoàng lan, ta còn em môi hoa xưa. Con đường vắng di dao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xòa vai. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mạnh trăng mồ côi mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân, ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói xô nghiêng nào nào. Chiều hồ thấy lao sao hỏi con sóng, chợt hoàng hôn về từ bao giờ.
chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói xô nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều Hồ Tây lao sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhiều, ai đó chờ ai, tóc xòa vai. Jimmy xin kính chào tất cả quý khán giả của Jimmy TV với nhạc phẩm Em ơi Hà Nội phố, thơ của Phan Vũ, nhạc của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn đến từ Paris. Chúng tôi xin hân hoan chào đón quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt Lệ Thu Nguyễn hát nhạc Phú Quang. Và hôm nay, vị khách mời bay một chặng đường khá dài từ Paris đến đây để tâm tình với quý vị. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn. Xin chào chị. Chào em. Lệ Thu cũng xin kính chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Dạ vâng. Với những quý vị nào mà ở lại Sài Gòn, ở lại Việt Nam sau 75 thì tiếng hát và gương mặt của nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn không xa lạ lắm. Bởi vì thời điểm mà những năm 80 và đầu những năm 90, quý vị nghe trên những cái băng hoặc là dĩa hoặc là xem trên TV thì chắc vẫn còn nhớ tiếng hát của Lệ Thu Nguyễn với bài Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm mấy tiếng dương cầm trắng tâm nhà đồ, tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông ngân. Một cái sự gắn liền từ cái thời điểm đó. Vậy thì chị có thể cho khán giả được biết là cái cơ duyên từ đâu mà chị được nhạc sĩ Phú Quang giao bài hát đó? Nói ra thì cũng hơi dài dòng bởi vì Lệ Thu ngày xưa ở Sài Gòn thì anh Phú Quang ở Hà Nội. Yeah. Thì anh khi mà một ngày nào đó tình cờ chị nghe một bài hát. Yeah. Em biết cái thời đó là nhạc chiến đấu nhạc chiến đấu, nhạc đỏ, nhưng mà nghe một cái giai điệu rất là êm ả. Yeah. Cái chị nghe Cẩm Vân hát với lại chị Lâm Xuân. Yeah. Đó hát thành ra chị nghe chị thấy thích quá, các chị lấy chị hát mà chị không biết đó là của nhạc sĩ Phú Quang. Và khi anh ở Hà Nội vô thì anh có thường là anh hòa âm phối khí mấy bài hát. Yeah. Để thâu TV hay là thâu đài phát thanh. Yeah.
Rồi chỉ có thâu chăn mấy lần mà để trong phòng thâu đó chỉ có để gặp thôi. Thì thường thường là ảnh không có đưa bài cho chị hát. Thì hình như là cái này là chị nghe anh nói lại cho chị cũng không nhớ, là thời đó lâu quá chị không nhớ. Thì anh nói là chị mới hỏi anh là tại sao anh không viết bài cho chị. Thì anh mới nói à anh sẽ viết một bài cho chị. Và bài đầu tiên mà anh đưa cho chị là bài Em ơi Hà Nội phố. Em ơi Hà Nội phố. Vậy là đã gặp nhau trước khi có Em ơi Hà Nội phố Đúng rồi. rồi, đúng rồi. Vậy thì gặp nhau là trong trường hợp như thế nào ạ? Thì cũng đi đi thu băng thì kia gặp nhau thôi anh. Em thì đi vô phòng thu thì chị mới nói đó, anh là anh hòa âm phối khí thì anh vô anh chỉ huy dàn nhạc. Thì gặp nhau trong trong mấy cái buổi buổi thu hình thu tiếng này nọ thì chị gặp ảnh. Thực sự là cái thời tám mươi mấy, chị thôi mình là năm tám mươi mấy chính xác ạ. Hình như là năm 87 Năm 87 lúc em chưa ra đời, nhưng mà nghe. một số những người anh, những người bạn của em mà thời điểm đó đó thì có nhắc là lúc đó đó ở Sài Gòn người ta nghe bài hát đó với tiếng hát của chị Lệ Thu Nguyễn. Và đặc biệt là lúc mà sau này em có dịp nghe thì em lại tưởng đâu chị Lệ Thu Nguyễn đây là người Hà Nội, là người Bắc. Nhưng bây giờ nghe nói chuyện thì giọng Nam mà, vậy là À, chị quê ở đâu? à, chị dân Nam Trạch em ơi. Ủa vậy hả? À, ba chị Vĩnh Long, má chị Sài Gòn. Nhưng mà hai ông bà lên Đà Lạt làm ăn, thành ra chị sanh ở Đà Lạt. À, chứ chị không phải người Bắc. Vậy là một bài về Hà Nội do một cô Đà Lạt hát mà bây giờ được thâu tại Cali. Đúng là mà bây giờ chị định cư là ở tại Paris. Đúng rồi, chị ở Paris. Sẽ có một số quý khán thính giả, đặc biệt là những bạn trẻ đó, sẽ hơi hơi confused một chút xíu là Lệ Thu Nguyễn rồi Lệ Thu của trước năm 75. Tại sao tên hai người lại giống nhau như vậy? Chị được biết là chị Lệ Thu kia tên thật là Bùi Kim Oanh, Bùi Thị Oanh Bùi Thị ạ. Oanh, còn chị tên thật của chị là Nguyễn Lệ Thu. Tên thật của chị luôn. À, thì tình 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 cờ chị không bao giờ chị nghĩ chị đi hát hết á. Thì khi năm 82 khi mà chị được huy chương vàng cùng lúc với Chung Tử Lưu đó, chị nhớ hai chị em ra một lượt thì mấy anh có mời chị đi hát. Thì khi bắt đầu ra sân khấu thì mấy ảnh giới thiệu ca sĩ Lệ Thu. Khi chị bước ra một cái ở dưới khán giả kêu Lệ Thu dởm. Lúc đó chị mình tự nhiên mình đã bị khớp rồi, mà khi nói câu đó tự nhiên mình nói có nên tiếp tục hay không. Thì mấy lần sau thì mấy anh hiểu, mà hiểu ý mấy anh giới thiệu ca sĩ không phải là ca sĩ Lệ Thu ngày xưa mà là ca sĩ Lệ Thu rất trẻ đến với chúng ta hôm nay. Bởi tại sao chị giữ cái tên Lệ Thu, bởi vì lúc đó chị Lệ Thu đi rồi, chị Lệ Thu đi Mỹ rồi. Thì lúc đó người ta cứ nghĩ là à đi Mỹ xong sẽ không còn có dịp mà gặp lại nhau nữa, thành ra chị giữ cái tên Lệ Thu. Và chị cũng rất là thương tiếc chị Lệ Thu, bởi vì chị mong ước một ngày nào đó đứng cùng sân khấu với chị, nhưng mà bao nhiêu năm chị chưa bao giờ gặp được chị Lệ Thu. Tiếc quá chị ha. Bởi vì hai chị em chúng tôi cũng hay trao đổi với nhau đó. Lúc mà 2 năm trước em qua Paris thì chị cũng có nói là chị ước mong là sẽ có hớp dịch, sẽ có một cái buổi văn nghệ mà mời cô Lệ Thu từ Cali qua Paris để hát chung với nhau, coi như là hai Lệ Thu cùng hát chung với nhau trên một sân khấu, là một cái điều rất là hay. Thưa chị, lúc nãy chị có nhắc về cái thời gian mà chị sinh hoạt ca hát từ năm 82, chị nhận được huy chương vàng. Từ 82 mà tới năm 2022 này là đúng 40 năm rồi đó chị. À đúng rồi, bốn ở thời gian Vui qua quá. mau quá, 40 năm. Em nghe đừng nói chị sợ em. Vậy thì cái thời điểm ban đầu đó thì ai là người đưa chị vào con đường văn nghệ? Có người thầy dạy chị nhạc gì không? Ngày xưa là chị ở nhà là chị cầm đờn chị hát, chị cầm đờn chị hát chơi ở nhà thôi, tại ba má chị khó lắm, không cấm không cho đi hát. Thì khi mà 77 chị về Sài Gòn chị học ở trường Đại học Mỹ thuật. Thì ở trong trường với các bạn chị mình ngồi mình đờn và hát, thì có một cái ông đó ông tới ông ngồi ông nghe. Chị mới nói ông ngồi ngồi lâu lắm, và chị nói ông này kỳ quá sao ngồi hoài vậy. Hát xong cái ông tới ông mới nói chứ mấy cô mấy cậu hát hay lắm. Thôi bây giờ tôi đề nghị mấy cô mấy cậu là lập một ban nhạc, họ xưa gọi là ban nhạc mùa hè, để giao lưu với các trường đại học thôi. Thế đó, chị không nghĩ là chị trở thành ca sĩ. Thì không ngờ cái người đó là nhạc sĩ Dương Thụ.
đó là tình cờ. Rồi cái bắt đầu chị hát với lại các trường đại học xong, thì ở trong trường em biết cái thời gian đó là cái thời gian rất là khó khăn. Yeah. Thì ông bí thư đoàn trường, vợ yeah. của ông thì là coi ban nhạc Thanh Niên Xung Phong. Yeah. Cái mới nói là Lệ Thu, vợ anh muốn mời em hát cho ban nhạc Thanh Niên Xung Phong. Yeah. Thì chị phải đi thôi, lúc đó là... Cái thì thời điểm hát, đó mà. À, chị hát cho Thanh Niên Xung Phong. Thì tình cờ một buổi tối chị hát ở ngoài tàu đàn. Thì có một mấy anh nghe. Thì anh tới anh tìm chị. Yeah. Anh mời anh chị vô ban nhạc. Thì lúc đó chị mới biết là nhạc sĩ Lê Hữu Hà với anh ca sĩ Đình Huấn yeah. tới mời chị tham gia. Lúc đó là Nhã Phương từ Cần Thơ mới lên. Yeah. Thì hai đứa học chung trong ban nhạc thì Hy Vọng. Yeah. À, nhưng mà thời gian chị đi học đại học thì chị không làm được gì hết. Yeah. Thì chị phải nghỉ. Uh-huh. Thì chị nghỉ xong có tới 82 chị mới thi. Thì lúc đó chị mới chính thức làm nghề sướng ca vô loại. No. Thời xưa lắc xưa lơ thôi, bây giờ đó là một cái nghiệp dĩ mà ai được cái ơn của tổ nghiệp đó thì đó là một cái điều mà rất là may mắn cho những ca sĩ mà đúng được ơn em. Của tổ nghiệp. Vậy thì lúc nãy chị có nhắc là thời điểm đó ban nhạc Hy Vọng thì có nữ ca sĩ Nhã Phương. Thì em được biết là chị cũng khá là thân với chị em Nhã Phương và Bảo Yến. Bảo Yến à. Yeah. Mời chị kể thêm những cái kỷ niệm mà chị đã có với hai chị đó. À, Bảo Yến Nhã Phương thì... hồi đó cứ gặp nhau đi hát hoài em biết không? Yeah. Thì có lúc mà Nhã Phương bắt đầu ở Cần Thơ lên, yeah. thì nhạc sĩ Triệu Dân là ở đài truyền hình, yeah. thì có mời Bảo Yến Nhã Phương, có Nhã Phương thì đờn violon hay yeah. lắm, thì có mời Nhã Phương. Tại cái thời điểm đó, nhạc sĩ Triệu Dân yeah. có hỏi chị, họ nói bây giờ anh muốn mời em hát truyền hình, yeah. nhưng mà em phải đổi tên. Oh. Thì chị quyết định chị không đổi tên nó không. Tại vì chị mắc cỡ lúc đó chị học đại học mà. À, thì anh Triệu Dân mới nói là nếu em đổi tên thì anh cho em hát truyền hình. Yeah. Chị không đổi tên. À. Thành ra lúc đó Nhã Phương với Bảo Yến là rất là nổi tiếng. Yeah. Thành ra bây giờ chị vẫn gặp mà vẫn liên lạc với Bảo Yến Nhã Phương. Bởi vì cái thời của chị bây giờ chỉ còn Bảo Yến Nhã Phương Cẩm Vân. Yeah, là chị còn thân thiết nhất. Dạ, yeah, là những người bạn mà cùng một thời với chị đó. Đó, đó. Dạ. Yeah. Cái thời điểm mà những năm 80 mấy thì khán giả ở nhà xem TV thì thấy chị hát chẳng hạn như bài Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang rồi. Nhưng bên cạnh đó thì được nghe chị hát như là Samba Mambo rồi những bài nhạc Pháp. Vậy thì nhạc nước ngoài như vậy cái thời điểm đó thì chị phải nghe từ ở đâu? Nguồn nhạc từ ở đâu mà gửi về? À, thì những bài hát Pháp là chị biết từ trước 75. Dạ yeah, vâng. Ừ. Rồi sau này thì cũng có vài người bạn gửi nhạc qua cho chị nghe. Yeah. Nhưng mà cái thời điểm đó rất là khó bởi vì muốn hát không có lời. Dạ yeah, đúng. Thì chị phải nghe mà viết lời ra. Mà có lúc chị viết lời sai. Oh. À, có viết lời sai. Mà thôi kể cái thời gian đó mà mình không có lời. Chứ phải như bây giờ thì em coi lên Google là có đủ thứ hết. Chị sở trường chị là nhạc Pháp bởi vì yeah. ngày xưa thì... May mắn chị học trường Pháp. Oh, từ hồi bé. Từ hồi bé. Dạ vâng. À, thời tám mấy chị có hát nhạc Mỹ không? Nhạc Anh không? À, chị cũng có hát nhạc Anh. Chị hát nhạc Việt, nhạc Mỹ, nhạc Anh. Nói chung là tại vì khi thí dụ mà khi em hát, nhất là chị hát ở bên Việt Nam hay là chị hát bên Pháp, thì thường thường mình hát phòng trà. Thì cho người ta khiêu vũ là phải hát đủ loại nhạc, phải đủ loại điệu. Dạ. Thành ra chị hát đủ thứ. Dạ. Trở lại với nhạc sĩ Phú Quang, với ca khúc Em ơi Hà Nội phố là chị gọi là nổi vào thời gian năm 87 đó. Ừ. Thì vậy sau đó thì chị còn hát những bài nào của ông Phú Quang nữa hay không? Ở Phú Quang thì chị hát cũng một số bài. Uh-huh. Chị hát thí dụ như bài Nỗi nhớ mùa đông. Mà như mùa đó, đông. Một thời gian đó chị hồi đó thu cassette, em biết yeah. không? Rồi khi mà chị ra Hà Nội, chị diễn ở ngoài Hà Nội. Chương trình của anh Trần Bình làm năm 93-94 thì chị có ra Hà Nội chị hát hai ba lần. Thì ngoài đó anh mới tập cho chị bài Im lặng đêm Hà Nội. Cũng là cái bài mới của ông lúc đó phải không chị? Hình như em. Thì anh giới thiệu chị, em nói là em hát bài này được nè. Yeah. Đó thì anh tập cho chị. Yeah. Rồi còn rất là nhiều bài mà bây giờ em hỏi một cái là... Đúng rồi. Bây giờ khó nhớ là em biết không giờ. Nhưng mà lúc nãy chị có nhắc bài Im lặng đêm Hà Nội đó. Thì bây giờ em xin mời khán giả nghe chị hát bài đó nha.
Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn với bài Im lặng đêm Hà Nội cùng với dòng nhạc của nhạc sĩ Phúc Quang. Nhân đây Jimmy cũng xin cảm ơn hai vị nhạc sĩ đã đệm dương cầm và đệm vĩ cầm cho nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, đó là nhạc sĩ Lý Huỳnh Long và nhạc sĩ Thanh Thảo. Mời quý vị cùng thưởng thức Im lặng đêm Hà Nội. Chỉ còn mênh mông gương hồ hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, chỉ còn mênh mông gương hồ từng hàng cây góc phố. Đôi lần nhìn lại chỉ còn em, còn em
im lặng đến tê Khi du lịch đến Toronto, Canada, hãy đến viếng phở 90, nhà hàng có khung cảnh lịch sự, tiếp đãi ân cần và có nhóm đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm ẩm thực thuần túy ba miền Bắc, Trung, Nam. Phở 90 vừa được độc giả của nhật báo Toronto Star, một cơ quan ngôn luận hàng đầu của Canada, bình chọn là nhà hàng Việt Nam ngon nhất, nhà hàng tiếp đãi ân cần và dịch vụ tuyệt vời nhất. Phở 90 là nơi dừng chân của các tao nhân mặt khách, của các văn nghệ sĩ Việt Nam và các sắc dân từ các lĩnh vực truyền thông, thể thao, chính trường cho đến văn học nghệ thuật. Phóng viên các báo chí Anh ngữ, Hàn Quốc và Việt ngữ đều hơn một lần tìm đến. Phở 90 tại Toronto, Canada kính mời. Quý vị vừa nghe ca khúc Im lặng đêm Hà Nội với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn. Quý vị thấy một cái sự kết hợp rất là hay, dòng nhạc của Phú Quang và tiếng hát của Lệ Thu Nguyễn. Chị Lệ Thu lúc nãy có nói là chị ấy là gốc ba má nguyên quán là người miền Tây và người Sài Gòn, nhưng mà chị sanh ở Đà Lạt mà hát nhạc Hà Nội, quý vị thấy cũng đâu thua gì cá Bắc đâu phải không? Có bao giờ có ai so sánh chị với những ca sĩ Bắc không? Có một lần chị hát ở ngoài Hà Nội thì giờ chương trình của anh Phú Quang với anh Trần Bình đó. Thì anh Trần Bình anh có phỏng vấn chị, anh có nói cho Lệ Thu hôm nay em hát bài Em ơi Hà Nội phố. Lệ Thu có biết rằng có rất nhiều ca sĩ Hà Nội bài này hát rất hay bài này hay không? Như là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Thì chị mới trả lời, chị nói là các cô ca sĩ ở Hà Nội. Nói chung là mỗi người có một cái phong cách riêng để mà diễn tả bài hát. Thì không thể so sánh được. Nhưng các cô có quyền hát hay bởi vì các cô là gái Hà Nội. Nhưng Lệ Thu lúc nghĩ là lúc đó Lệ Thu cũng có quyền hát hay bởi vì Lệ Thu là dâu Hà Nội. Ồ vậy hả? Thời đó thôi, nhưng mà ông xã chị mất rồi. Và lúc đó là chị làm dâu nhà người Bắc. Người Huế, người Huế em, nhưng mà tập kết ra Bắc. Thành ra sau này thì bây giờ chị là khâu làm dâu người Pháp. Thưa chị, lúc nãy anh chị có nhắc một cái kỷ niệm lúc trước khi quay đó với nhà sĩ Phú Quang là ở bên Pháp. Chắc chị kể cái chuyến đi Pháp với ông Phú Quang nha. Thì chị với anh Phú Quang lúc đó là ở Trung tâm Văn hóa Việt Pháp ở Paris, thì có mời anh Quang. Thì anh Quang anh có đề nghị chị đi hát với anh ở Paris. Thì chị chuẩn bị xong xuôi, chị mua vé máy bay rồi, thì anh Quang nói là bây giờ anh có chương trình phải đi Nga. Anh phải đi qua Nga. Cái chị mới nói bây giờ nếu mà anh đi Nga thì em lỡ em mua vé rồi thôi, em cứ đi qua trước đi rồi anh qua sau. Thì anh Phú Quang có qua sau đó, thì anh em cũng đi hát mấy show ở Paris rồi nọ. Rồi có một lần thì người ta mời đi hát ở dưới Monaco. Thì trong cái chuyến xe lửa, ở trong chuyến xe lửa đó thì anh cầm đờn, anh hát trong toa xe lửa. Tụ tay nó ngạc nhiên, thì nó tới nó ngồi nó nghe đông thiệt đông. Rồi cái ngồi nói chuyện thì chị phải thông dịch. Nói chuyện xong rồi cái anh ngồi anh coi bói với cô Tây, cô nào cũng nhào tới nhờ anh coi bói. Thì cái chuyến đi đáng lẽ nó dài 3 tiếng mà coi như thật là ngắn, bởi vì trong toa rất là vui, mọi người rất là vui. Đó là kỷ niệm mà lúc bên Tây. Bên Tây là anh Quang. Năm mấy chị hả? Thì qua bên đó là năm 95. Phải cái thời gian đó là chị quyết định ở lại Pháp không? Đúng rồi em. Chị qua biểu diễn xong cái chị xin ở lại để chị học thiết kế thời trang. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đang được nhiều khán thính giả yêu thương. Vậy tại sao chị lại bỏ Việt Nam, chị định cư tại Pháp? Anh
cũng có vấn đề, một phần vấn đề gia đình. Chị quyết định nói cho nó thôi, chị ở lại, chị đi học. Mà lại lúc đó chị cũng thích cái nghề thiết kế thời trang lắm. Nhưng mà chị học xong 2 năm rồi, cái nghề đó rất là khó. Đúng rồi. Khó tìm việc, thành ra chị bỏ, chị lại chị đi xin làm, nó gọi là không biết, nó gọi là nhân sự, là lo làm phát lương, phát đặt, chị làm cho nhà nước. Bây giờ chị đã được nghỉ rồi. Chị học về ngành thời trang, tuy là không có theo đuổi cái ngành đó, nhưng mà quý vị có gặp chị Lệ Thu ở ngoài thì mới thấy cái gu thời trang của chị rất là đẹp, rất là lạ và rất là Tây. Đúng là một người Tây mà mặc đồ cảm rất ơn là em. Match với nhau. Trở lại với cái thời gian ở bên Pháp đó, thì nhất là đàn bà Việt Nam mình mà ở một cái phương trời gọi là xa lạ như vậy, nhất là bên Pháp, thì cái thời gian đầu có những cái khó khăn gì đối với chị không? Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, bởi vì khi mà chị qua thì chị quyết định ở lại thì chị đâu có giấy tờ. Thì khi mà chị ở Việt Nam á, thì có một cái nhà báo Thụy Sĩ với một anh phóng viên chụp hình đến nhà chị làm một bài về phỏng vấn. Thì khi chị qua Pháp, chị cứ liên lạc với cái cậu đó. Lúc đó cái cậu chụp hình, cậu mới 25 tuổi nè. Chị nói là chị qua, cậu cho nó thôi vậy tao chở, tao cho mày mượn cái căn hộ của tao. Cái nó chở chị tới. Cái xong cứ đi trên đường thì nó nói, thôi tao chở mày tới nhà cô bạn gái tao. Cô dễ thương, cô bạn gái lúc đó cũng 25 tuổi. Thì khi mà đưa chị đến nhà rồi, thì chị... mình không hiểu đó là cái điều may mắn hay như thế nào. Thì cô này cũng mới quyết định, cô nói là mày ở lại đây, tao lo cho mày. Là cô nuôi chị ở trong nhà cô đó 3 năm. 3 năm. Bởi vì chị nghĩ rằng khi mà em qua tới một cái nước xa lạ, em không có gia đình, em không có bà con, không có công việc, không có gì hết. Mà có một người mà bảo lãnh mà lo cho em, cho em ở trong nhà người ta suốt 3 năm trời, thì chị nghĩ rằng đó là một cái điều may mắn mà chị không bao giờ chịu quên. Chị rất là nhớ ơn cô gái đó. Cũng nhắc đến những cái tình thương yêu mà giữa người với nhau đó, thì em được biết cũng có một anh ca sĩ của Việt Nam chúng ta hải ngoại thời điểm đó hay tin chị qua Pháp cũng giúp chị, phải không? Thì lúc chị mới qua, chị mới từ ở Việt Nam qua Paris. Thì chân nước chân ráo mà. Thì ca sĩ Thế Sơn có hay tin chị qua tới Paris. Thì Thế Sơn cũng qua năm 94 thôi, cũng mới qua. Thì Thế Sơn mới gửi Như Quỳnh đem qua Paris cho chị 500 đô la. Thành ra chị nghĩ rằng cái tình cảm đó, cái thời điểm đó, chị không biết nói gì. Chị chỉ biết là chị rất là yêu quý Thế Sơn, một ca sĩ hát rất hay và có một tấm lòng thật là cao quý. Thì sau đó có chị Ái Vân, chị cũng gửi cho chị 200 đô la. Không phải là cái số tiền đâu, nhưng mà cái lòng thì chị luôn luôn chị nhớ. Đúng rồi, dễ thương quá. Đó là cái tình đồng nghiệp, cái tình bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Mà tình Việt Nam của chúng ta, nhất là ở hải ngoại cái thời điểm đó. Vậy thì lúc ban đầu đó thì chị có hát ở phòng trà hay khi vũ trường nào ở tại Paris không? Khi chị mới qua thì chị có liên hệ với chị Hòa My. Thì chị Hòa My có giới thiệu chị một cái nhà hàng. Cũng là ở ngoại ô Paris, cũng gần lắm, sát Paris. Thì chị hát ở đó cũng được mười mấy năm. Mười mấy năm rồi, khi mà bắt đầu ở đó người ta lấy lại cái gọi là lấy cái chỗ đó. Người ta đòi lại cái chỗ để người ta bán, người ta làm gì chị không biết. Thì lúc đó chị mới nghỉ. Chị hát là hồi đó cũng nhờ chị Hòa My giới thiệu. Trong những cái năm đầu, nhất là mùa đông ở Paris thì nó rất là buồn và rất là lạnh. Có bao giờ mà nhớ nhà mà khóc không chị? Có chứ em. Chị lúc đó chị qua, chị còn đứa con trai ở Việt Nam. Thì chị rất là nhớ nó. Vì hoàn cảnh chị mới đi, thành ra chị nói với em là nhiều khi nó cũng rất là buồn. Thì ngày xưa chị hát bài Quanh Phú Quang là chị hát cái bài Biển Một Thời Đã Mất. Thì mỗi lần chị nghe bài đó là chị khóc. Thành ra thôi, cũng cho là gọi là những kỷ niệm đã qua rồi, may phước. Bây giờ bây giờ mọi sự nó đã tốt đẹp, thành ra
Nhưng mà chúng ta nhìn lại những cái kỷ niệm đó thì cũng có những cái bài hát nó vỗ về chỉ cái thời điểm đó, chẳng hạn những bài về biển. Và bên cạnh đó có một bài mà em nghĩ rất là thích hợp với cái hoàn cảnh của chị và cái thời điểm những năm xa nhà đó, đó là bài Nỗi Nhớ Mùa Đông. Bây giờ mời chị gửi đến khán giả ca khúc này được không? Dạ vâng, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Lệ Thu Nguyễn với Nỗi Nhớ Mùa Đông. Đành du lòng mình vậy.
đông đã về. Khi du lịch đến Toronto, Canada, hãy đến Viếng Phở 90, nhà hàng có khung cảnh lịch sự, tiếp đãi ân cần và có nhóm đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, ẩm thực thuần túy ba miền Bắc, Trung, Nam. Phở 90 vừa được độc giả của nhật báo Toronto Star, một cơ quan ngôn luận hàng đầu của Canada, bình chọn là nhà hàng Việt Nam ngon nhất, nhà hàng tiếp đãi ân cần và dịch vụ tuyệt vời nhất. Phở 90 là nơi dừng chân của các tao nhân mặt khách, của các văn nghệ sĩ Việt Nam và các sắc dân từ các lĩnh vực truyền thông, thể thao, chính trường cho đến văn học nghệ thuật. Phóng viên các báo chí Anh ngữ, Hàn Quốc và Việt ngữ đều hơn một lần tìm đến. Phở 90 tại Toronto, Canada kính mời. Chị nghe chị hát tới câu là làm sao về được mùa đông, nghe buồn và da diết quá. Mặc dầu cái mùa đông của ông Phú Quang có thể là mùa đông ở một nước nào đó, hoặc là mùa đông ở Hà Nội chẳng hạn, nhưng mà chúng ta, nhất là những người tha hương, chúng ta ở bất cứ nước nào, chúng ta nghe bài hát này vào dịp mùa đông thì nó tê tái lòng người lắm. Đúng. Tại cái chị nhớ khi mà cái show đầu tiên chị hát cho anh Phú Quang ở Paris, thì chị có hát bài Đêm Đông. Thì khi chị hát Đêm Đông xong là chị khóc trên sân khấu. Vì chị không tiếp tục hát được nữa thì chị xin phép khán giả và rồi chị ngưng luôn, chị không hát được. Đó là những cái cảm xúc cái thời gian những năm đầu đúng xa rồi, nhà. Đúng rồi. Thưa chị, gần đây thì nhạc sĩ Phú Quang bỏ chúng ta ra đi, với cũng là một người bạn của chị, thì hôm nay nhớ tới ông thì có những cái điều gì chị muốn chia sẻ? Chị nhớ là năm 2007 chị có về Hà Nội, mà coi như là chị đi tour đó, thì chị có thời gian rất là ngắn để ghé mà thăm anh. Trong khi đó ông xã chị thì đi theo đoàn, đã đi thăm các nơi thì chị không biết, nhưng mà chị tranh thủ thì chạy đến chị thăm Phú Quang. Thì hai anh em nói chuyện, anh có nói là nếu mà em muốn thâu 10 bài thì em, nếu mà em ở lại được thì thâu 10 bài một cái CD cho với anh. Mà cái thời gian đó chị đi tour thì chị đâu có làm được. Thì khi mà chị trở về Paris thì chị cũng có cái ý định đó, cái nó cứ âm ỉ trong lòng. Nhưng mà vẫn chưa làm được vì chị đi làm, chị không có thời gian gì hết. Chị liên lạc anh một thời gian đầu thì anh còn trả lời. Thì sau này anh không trả lời thì chị không biết tại sao. Chị mới lúc sau đó có một, chị không nhớ năm nào, chị cứ ghé về Hà Nội. Hà Nội chị tìm anh thì cũng có người cho chị số điện thoại, thì chị phone anh cũng không trả lời. Thì khi chị trở về lại Paris thì chị nghe nói là anh bệnh rất nặng. Rất nặng. Thì lúc đó chị quyết định thì làm cái CD của nhạc sĩ Phú Quang. Thì chị xin qua nhạc sĩ Trần Minh Tuấn, là nhạc sĩ của anh Quang. Thì chị liên lạc được với anh Thư là vợ của anh Phú Quang. Thì anh Thư rất là dễ thương, nói là chị cứ sử dụng mấy cái bài hát đi, không có vấn đề gì hết. Thì chị mới làm được 10 bài. Thì chị có gửi về một số để về cho anh Thư. Thì làm xong thì anh mất. Đó, nhưng mà chị cũng mạng nguyện là chị làm được xong một cái CD trước khi anh mất. Nhờ như vậy mà chúng ta được nghe 10 bài tình ca của Phú Quang với tiếng hát của Lệ Thu Nguyễn, mà chị có phát hành những năm gần đây. Đúng rồi. Mới năm ngoái em. Đúng, mới năm ngoái đó, trước khi ông mất. Đúng rồi. Xem như cuốn CD đó cũng là một cái kỷ niệm, và xem như chương trình này cũng là một nén hương lòng mà chị Lê Thu Nguyễn muốn gửi đến nhạc sĩ Phú Quang khi mà ông vừa nằm xuống. Đúng rồi. Thưa chị, trở lại với chị thì lúc nãy chị có chia sẻ về thời thơ ấu của chị, đó là chị học trường Pháp. Học trường Pháp ở đâu và trường đó là trường gì chị? Hồi nhỏ thì chị học cấp 1 thì chị học Couvent des Oiseaux, là trường mấy bà mẹ.
mà sơ đó. Không, có thời đó là kêu mẹ nha. Ô, mẹ. Ở trong trong trường em phải kêu mẹ chứ em không kêu sơ. Mẹ không mà. Thì bắt đầu qua cấp 2, lớp 6 thì chị chuyển qua chị học Lycée Yersin. Thì cũng may mắn là cùng mình cũng được học trường Pháp, em biết không? Thành ra sở trường chị nói với em là chị hát nhạc Pháp. Rất nhiều. Vậy thì cái thời điểm mà đi học ở đó đó, có bao giờ nghe cô Lệ, nhà cô Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn, nghe cô Thanh Tuyền gì không? Chị, hồi đó là chị mê nhất là Khánh Ly với chị Lệ Thu. Chị rất là mê. Thì hồi nhỏ mà đâu có, ở nhà đâu có cho đi hát. Thì ở nhà mà cái, mỗi lần mà có tivi mà có chương trình ca nhạc, hồi xưa là chương trình Du mặt xe lên cái gì đó là chị hay coi, mà chị hồi đó chị rất là thích chị Khánh Ly với lại chị Lệ Thu. Cũng xem như là hai thần tượng của chị đó, phải không? Vậy thì sau này khi mà chị qua bên Pháp và sau này có chồng Pháp nữa, thì chị cũng hát những bài nhạc Pháp rất là hay và chị cũng ra nhiều CD. Chị làm ra hai cái CD, một cái CD là của nhạc Christophe, mà chị làm cái CD đó là khi hay tin ông Christophe vào nhà thương, mà cái thời điểm đó là cái thời điểm cách ly. Em biết cái thời điểm đó không ai đi đâu được hết. Thành ra chị nói chị quyết định chị ở nhà, chị soạn bài, chị gửi qua phòng thâu. Thì khi mà vừa chấm dứt cách ly là chị thâu liền. Nhưng mà không biết chị ra là ổng đã mất. Nhưng mà ổng không mất vì Covid, ổng mất vì một cái bệnh về phổi hay gì đó. Thành ra chị cũng rất là vui lòng, bởi vì chị cũng quen với Christophe. Chị gặp ông cũng 2-3 lần. Rồi cái sau này chị làm một CD nữa. Chị cũng mới ra cách đây vài tháng. Mà trong đó không có các bài, mà có nhiều bài chị rất thích hát, em biết không? Nhưng mà rất là khó chọn, bởi vì nếu mà hát cho người Pháp thì hoàn toàn cái nó gọi là cái gu đó thì nói cái người Pháp họ nghe khác, người Việt nghe khác, thành rất là khó. Thành nhưng mà khi chị làm CD thì chị chú trọng cái khán giả Việt Nam hơn. Cho nên lựa những bài mà phổ biến nhạc Pháp mà khán giả biết. Thì trong đó nhiều bài Christophe thì nhiều khán giả nhớ rồi. Đúng rồi, 10 bài của Christophe là nhiều, nhưng mà cái dĩa kia thì có rất nhiều bài mà chị cũng muốn giới thiệu một vài bài mới mà người Việt Nam mình không ít nghe. Thì chị viết lời Việt. Đó, chị dịch, chị tìm cách dịch làm sao cho nó đúng nghĩa những cái bài hát. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt với sự góp mặt của nữ ca sĩ Lệ Thu Nguyễn đến từ Paris. Bây giờ còn vài lời chót, chắc xin mời vị có lời chào khán giả nha. Lệ Thu rất là vui được hôm nay đến với lại chương trình của Jimmy Show. Lệ Thu cũng một lần nữa xin chúc tất cả quý vị, các anh chị và các bạn một năm mới hạnh phúc. Và hy vọng rằng sẽ có dịp trở lại Cali để cùng gặp các anh, các chị và các bạn. Cảm ơn chị thật là nhiều. Cảm ơn mong em được đón tiếp chị trở lại Cali nha. Hoặc là chị em mình gặp nhau ở Paris chẳng hạn. Em qua Paris thì em phải hút chị. Chắc chắn là. Bởi vì chị có một căn hộ rất là dễ thương ở ngay quận 4. Quận 4 em. Nhìn từ trên xuống dưới cả một thành phố thật là lãng mạn. Em cảm ơn chị thật cảm là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đang